Để quay cái bình này coi. Hay quay cái bình này nè, quay cái bình chạy đá tôi hiện hả? Thấy giờ nóng quá rồi đó. Quay ra anh em chạy đá biết cái chỗ này có bình nước á. Chỗ này nóng quá mới uống này chứ bình thường chả uống nữa. Uống lạnh á. Đúng rồi, uống rồi. Nóng quá trời. Màu xanh thì đứng cái hộp đá màu xanh luôn kìa. Mà áo xanh mà đứng cái hai hộp đá màu xanh luôn. Trùng hợp vậy. Hôm nay chưa đơn anh. Chưa. Nay gần lễ mới đơn mới nhiều chứ ta. Mai lễ rồi, nay đơn mới nhiều rồi. Vậy gần lễ mà ở quê đó hả? À. Chậm lắm giờ, chậm lắm nhiều quá, chậm nhiều quá. Đơn thì cũng nhiều nhưng mà do giờ tài xế ráp quá nhiều đi rồi không? Giờ là ai cũng tâm lý ta đổ xô vô ráp bởi vậy ráp ới không trời. Chắc do ráp mà giá cao á nên ta hay vô ráp hay sao ha, chắc ta nghĩ vậy á, giá cước cao á, cao chứ thì thấp sau đúng không? Quế đánh tụng nữa. Lấy con lấy xe nó lên chạy cho nó chạy. Nó chạy cho ráp ăn hết đi, tụi nó ăn hết rồi. Được cái ráp chiếc khấu cao mà được cái giá cũng cao bởi vậy nó bù lại. Đúng rồi. Thầy có phải ngồi nửa tiếng mới có đơn mình? Nửa tiếng, thùy tiếng hả? 45 phút hên xui hả? Hên xui hả? À, có khi 45 phút luôn hả? Không biết đồ gì nó phát chứ bộ đồ, 1-2 tiếng qua tiếng hồ lắm, khổ. Có khi hơi thì 5-10 phút, còn xui thì 45 phút tiếng luôn hả? À, lâu lắm. Đâu hả? Khổ, khi lâu nhỏ. À. Thường có điểm sáng anh có chạy không? Có điểm mà sáng á, thường bây giờ mà tôi làm có điểm sáng anh có chạy không? Không. À, tôi thường mà ra giờ mà tầm chứ trưa không ra không? 90 giờ mới ra. À. Vậy chỉ đi được có điểm chiều thôi à. Cao điểm mà buổi chiều tôi đi làm về. Đâu có cao điểm gì đâu, bình thường hả? Cao điểm chiều đi về luôn hả? Cao điểm giờ có lên giá không anh? Trời ơi, cao điểm giờ cũng không lên luôn hả? Mưa gió vậy nữa. Anh chạy thôi. À, giờ mưa gió giờ cũng không tăng luôn hả? À. Cao điểm cũng không tăng, mưa gió cũng không tăng. Chạy chạy nhiêu ăn nhiêu rồi. Đúng rồi, tài xế luôn, cả ngàn thôi. Ngàn tài xế giờ đâu cần đâu. Ví dụ anh, đúng rồi. Ví dụ anh không chạy, còn mấy người khác chạy, nó đâu cần nữa đâu. Giờ quá đông tài xế rồi. Ráp bây giờ nó còn thưởng với mình không ạ? Hả? Ráp bây giờ nó còn thưởng với mình không ta? Thưởng được còn mà cao lắm. Vẫn còn nhưng mà mình phải đạt mốc cao đúng không? Ờ, giờ mốc 40 ngàn mà chạy được 18 cốt á. 18 cốt mới được mốc 40 ngàn hả? Trời ơi. Chua lè vậy. Nghe nói ra chạy phút là mau đủ điểm không hả mình? Vậy vậy. Chạy không biết. À. Chạy hát cho anh tóc như này nó bay à. Đúng rồi, đúng rồi. Anh chỉ chạy bay hay chứ phút nó không có chạy hả? Ờ, giờ là hát mà chạy từ 2-7 giờ. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy giải nào chiên giải nổ đều hơn chứ lúc rồi phút lúc rồi giao không, cho khách chạy đúng rồi. À. À.
này có ngân tuyển mà anh hai mình muốn vô vẫn được. Ví dụ như là ai ví dụ em muốn vô ráp này kia được không ta? Ví dụ mà người mới muốn vô ta tuyển không ta? Ráp sao vô được hết mà nó gì đâu khó. Ai muốn vô cũng được hết hả? Trời ơi, tưởng đông quá là nó không tuyển. Trời ơi. Tưởng đông quá là nó dừng tuyển chứ ai ngồi không tuyển nữa. Nhưng mà anh nghĩ chắc tài mới cho chạy nhiều hơn á, tài mới nó. Tuyển chứ thì nó bán đồ chứ. À ngày nào tuyển vô bán đồ đạc á. Mang cái nón mang áo nè. Nhưng mà tài mới chắc nó ưu tiên cho tháng chạy nó mở đều luôn á. Đúng rồi, tháng đầu tiên tháng đầu tiên nó cài sao cho mình chạy được nhiều á. Bộ đứng đứng kế hùng đá màu xanh nó mau nổ hơn sao? Bộ đứng mình đứng kế hùng đá màu xanh nó mau nổ đâu sao? Chụp tình được cái này trùng hợp đó ha. Nó cũng nổ nổ chứ nó không có liên quan tới tâm linh không anh. Có nhiều người mới chạy sáng chạy ra cúng ông đệ hay gì tâm linh, mấy người chạy tâm linh lắm. Sáng ra chạy cúng kiến này kia, cúng ông đệ này kia, lâm cúng thần tài này kia. Lao. Quan trọng ở trên nổ không chứ bây giờ cúng kiến cũng vậy ha. Đúng rồi đúng rồi. Không mà không mà mấy người xe tải có cúng á, mấy người xe tải là trước khi đi là hay cúng lắm mấy người á. Xe con hay cúng lắm. Cúng xe thôi chứ cúng gì? À cúng xe thôi. Cho đó và chơi anh chợ Phật chơi Phật độ chứ mình khỏi bị gì ha. Ủa anh không có lắp cái đồ mà gắn điện thoại vô hả? Không xài luôn. À mình đành đường mình không cần đó phải không? Hồi nào con đồ không biết là cái đó là bút cái đó là chúng ta không có. Chạy mấy năm mà đành đường không cần coi luôn, nhiều khi không cần coi luôn hả? Chạy hai mấy năm rồi. À 21 năm. Anh chạy 21 năm, 21 năm rồi hả? Ở trên đây á. Ở trên đây 21 năm hả? À. Mà chạy ráp chắc chừng 3 năm rồi ha. Mấy năm luôn. À cũng chạy cũ luôn. Làm đường quá rồi. Nhiều khi chỉ cần nói cái đường đó mình biết mình phóng tới luôn, mình khỏi cần coi bản đồ luôn. Làm đường. Đúng rồi, mấy khu Đồng Nai này kia mình không làm đường mới coi, chứ thành phố làm. Đá mình nhìn nó có khoác đó không anh? Áo khoác cái mặt áo khoác ráp hay chỉ mặt áo thun ráp vậy hả? Nhiều khi mình cần mình cứ mua ngoài là mình không có tiền mua. Mua ngoài nó được. À. Bắt buộc mua đó. Bắt buộc phải mua cái đồ của công ty mới được hả? Trời ơi, tự mua ngoài được luôn chứ. À trời ơi, bắt buộc phải mua đồ nữa. Tưởng ví dụ như bắt mua đồ lần cái xong rồi đồ cũ của mình tự đâu mà anh mua. Giờ đúng đâu ai vô chạy đăng ký để bán đồ không ơi. Giờ nó canh cái thời gian mà ví dụ thấy đồ mình cũ rồi bắt đầu nó mới kêu mình mua đồ phải không? Trời ơi. Thằng ở gieo này nó. Mà lên nó có xét đồ mình không anh? Ví dụ mà thấy đồ mình mới nó không bắt mua không? Hay là thấy nó lên nó thấy đồ mình cũ quá bắt mua không? Cũ quá. À. Nó biết hết trơn à. Ví dụ mình không lấy áo quá nó hai bọc. Bộ đi. À. Áo 6 tháng là phải cũ, nó nhắc rồi. À 6 tháng mà nó dự đoán là áo mình cũ rồi bắt đầu bắt cho lên công ty mua quá. Đáp đúng có nhiều chiêu quá. Cái thằng đồ nè nói mua áo đây cũ áo của bên đây bắt mua không đủ nói không đi vô mua áo ngoài gì. Đúng rồi. Mua
Nhưng mà chắc chắn là áo ráp mắc hơn mua ngoài, mua trong ráp á. Đừng có lời đó. Trong ráp cũng vậy, ngoài ráp cũng vậy à. À, cũng bằng giá ngoài nhưng mà bắt buộc phải mua trong ráp. Nhưng mà chắc chắn nó đặt mua số lượng lớn ngoài thì nó bán ra tài xế phải có lời rồi, chứ nó đâu dễ làm không cho mình đâu. Ráp bán là nó cô đó. Đúng rồi. Lấy giữa 3.000, 35.000 cái. Đúng rồi, nhiều khi ngoài 35 vô ráp 70 luôn rồi. Trời ơi. Vậy này cũng đâu dễ ăn đâu. Đúng rồi, ráp đúng rồi, nhiều cái hay thiệt chứ. Đúng rồi. Thấy là cũng thấy cũng phải mình đóng cái chiều đáp đâu đóng đâu. Đóng. Hồi xưa mẹ cứ nhập cá nhân 900 triệu một năm, còn bây giờ là hết 10% nữa đó. À, bây giờ thu nhập cá nhân là thêm 10% nữa. Rồi. Xe luôn. À VAT thì mỗi cuốc xe luôn phải không? Trời ơi, nhiều loại xe. Nhiều loại chi phí quá. Cái đó bạn tính vô ráp mà chắc một hình này chắc kêu nó từ từ coi sao đó. Nhưng mà nếu tính ra tất cả ráp vẫn ngon hơn tất cả mà. Nhưng mà nó làm ăn uy tín rồi, nó có tùy nó cũng có lời nhiều thiệt nhưng mà nó cũng làm ăn uy tín rồi. Trời ơi, 2.000 mấy tỷ rồi than lỗ rồi. Nó đang ra đó. À. Nhà nước đang muốn. Nhà nước đang muốn tìm hiểu coi đáp ra lỗ thiệt hay là lỗ đổ giả không? Cái này chắc ai cũng biết có lời rồi, lỗ rồi thất rồi. Cái vụ mẹ hôm bữa bóng vé xong mới gáp lên một công đó. Đúng rồi. Cái này ta nhìn